Hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá và bóng chuyền Việt Nam hiện tại là Nguyễn Quang Hải và Trần Thị Thanh Thúy cùng bơi ra biển lớn với mong muốn vươn tầm và phát triển bản thân. Thế nhưng, tình cảnh của cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Quang Hải tới Po FC ở đỉnh cao của sự nghiệp với vô vàn sự kỳ vọng để rồi nhận lại là sự thất vọng khi Quang Hải không thể thích nghi được với môi trường chuyên nghiệp tại Pháp. Liên tục phải ngồi ngoài ở Po, phong độ đi xuống đáng báo động. Đến bây giờ, rất nhiều người phải thừa nhận cay đắng, chuyến xuất ngoại của Quang Hải chỉ là một bản hợp đồng thất bại. Trong khi đó, Thanh Thúy dù bước đi không kèn trống quá nhiều, vẫn từng bước để lại những dấu ấn nổi bật tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Một Thanh Thúy được đánh giá là chỉ có lợi thế là chiều cao, bị chê bai còn non nớt về chuyên môn, kỹ chiến thuật còn hạn chế, đang ngày qua ngày phát triển hoàn thiện bản thân và xây chắc vị trí đánh chính không thể thay thế tại một giải quốc gia hàng đầu thế giới như giải vô địch quốc gia của Nhật Bản. Không chỉ là trụ cột của câu lạc bộ, Thanh Thúy còn ghi dấu ấn với những thành tích cá nhân ấn tượng, trở thành một trong những gương mặt ngoại binh chơi ấn tượng nhất của cả giải đấu. Dù bóng đá được quan tâm lớn hơn rất nhiều, mức thu nhập của các ngôi sao bóng đá cũng cao gấp nhiều lần các môn thể thao khác, trong đó có bóng chuyền. Thế nhưng, Thanh Thúy lại chẳng hề kém cạnh, trái lại vượt mặt Quang Hải ở khía cạnh thu nhập. Quang Hải nhận mức lương khoảng 5,2 tỷ đồng cho 2 năm thi đấu tại Pháp. Trong khi đó, Thanh Thúy khiến tất cả phải ngưỡng mộ với mức thu nhập khủng được tiết lộ là khoảng 12 tỷ đồng trong 2 năm hợp đồng. Mức lương gấp đôi Quang Hải và là mức lương thu nhập cao đối với một vận động viên bóng chuyền. Đều cùng trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia, thế nhưng tình cảnh của Quang Hải và Thanh Thúy cũng vô cùng khác biệt. Quang Hải đã phải xin câu lạc bộ Po FC để trở về đá AFF Cup để lấy lại được phong độ sau quãng thời gian dài không được thi đấu. Nhưng rồi khi được thả về rừng, Quang Hải cũng không còn giữ được hào quang như trước. Những đóng góp của anh vào lối chơi của đội tuyển là rất mờ nhạt và rồi kết thúc AFF Cup, cái tên Quang Hải lại lọt vào bảng xếp hạng những gương mặt gây thất vọng nhất giải đấu. Thanh Thúy lại hoàn toàn khác với người bạn cùng tuổi. Cô vừa khiến người hâm mộ tự hào với chuyến xuất ngoại thành công, vừa là mắt xích không thể thay thế ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Long An mỗi khi về nước cống hiến. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và câu lạc bộ Long An đã 3 lần phải làm việc với câu lạc bộ Nhật Bản để xin cho Thanh Thúy trở về thi đấu. Và mỗi lần trở về, người ta lại thấy 4T trưởng thành và tiến bộ hơn rất nhiều. Năm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm quan trọng của Thanh Thúy với đội tuyển. Liên đoàn đã phải đổi tên đội tuyển quốc gia từ Đại học Đại Nam sang Sports Center để tránh vi phạm hợp đồng của Thanh Thúy khi không được thi đấu cho một câu lạc bộ thứ ba ngoại trừ PFU và Long An. Liên đoàn cũng phải gấp rút liên hệ xin phép câu lạc bộ Nhật Bản, tất cả chỉ để đổi lấy sự cống hiến của đội trưởng đội tuyển quốc gia. Dù phải liên tục thi đấu trong cả màu áo câu lạc bộ tại Nhật Bản lẫn đội tuyển quốc gia, nhưng Thanh Thúy luôn cho thấy tác phong chuyên nghiệp, làm tốt vai trò của mình mỗi khi được vào sân. Cô xứng đáng là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam. Người mà giờ đây nhắc đến bóng chuyền là phải nhắc ngay đến cái tên Trần Thị Thanh Thúy.